Ngày 22 tháng 7, thứ tư tuần 16 thường niên. Nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người đông đảo đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu nên nó khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc tùm nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, có hạt được 60, hạt 30. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Hạt rơi trên đất tốt, nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Người đi gieo giống trong dụ ngôn chính là Thiên Chúa. Hạt giống là Đức Giêsu. Vâng, Thiên Chúa gieo hạt giống là chính con yêu của mình vào lòng cuộc đời, vào lòng mọi người. Tiếc là có những cõi lòng con người hờ hững như vệ đường, khô cằn như đá sỏi, vướng vít chuyện đời như tùm gai góc. Thế là hạt giống tin mừng không được đón nhận, chim trời ăn mất, hoặc không có đất sống. Hạt giống chết khô, hoặc không có chỗ chen chân, hạt không bén rễ nổi. Chỉ có hạt rơi vào cõi lòng khát khao đón nhận, hạt mới có thể thối đi, bén rễ, đâm chồi, lớn lên và trổ sinh muôn vàn bông hạt. Thiên Chúa đã gieo vào lòng mỗi chúng ta hạt giống Giêsu, là lời tin mừng, là cuộc sống mới của Thiên Chúa trong Thiên Chúa. Thử hỏi, chúng ta đã đón nhận Chúa Giêsu và lời yêu của người như thế nào? Nghĩ lại thật vô lý. Một cuộc đời Kitô hữu đã qua đi 5, 6, 70 năm mà hạt giống tin mừng vẫn chưa bén rễ nổi. Có nhận ra mình hờ hững với tình yêu Chúa quá đi không? Vẫn còn là một vệ đường chơ vơ, lũ chim trời chờ hạt nào rơi xơi hạt nấy. Vẫn còn là một bãi hoang đầy đá sỏi, kiêu căng, ngoạn mạn, bất cần. Vẫn còn là một lùm gai góc tùm những tờ tiền, những đồng vàng khua rộn ràng chèn với cái tên tuổi, danh vọng vô nghĩa trong đống bùi nhùi ấy. Chúa Giêsu chưa có chỗ trong lòng thì nói gì đến việc lời sinh hoa kết trái? Đừng đổ thừa cho lũ chim trời, đừng đổ thừa cho sỏi đá, cho gai góc hay cỏ hoang tùm. Hãy nhận ra lòng mình chưa khao khát ơn cứu độ, và mau hãy chăm chút lại cõi lòng mình đi, từ bỏ kiêu căng, từ bỏ tham lam bất chính. Hãy khao khát đón nhận Chúa Giêsu và tin mừng của người. Lạy Chúa Giêsu, con khao khát người, xin lời người biến đổi con nên con người mới của Thiên Chúa. Amen.
Nhìn lên trong đôi mắt Chúa, chẳng có điều còn sai lỗi. Nhìn sâu trong trái tim người, chẳng có bóng đêm tội đời. Chỉ có đức từ bi thôi, chỉ có lòng thương xót thôi, chỉ có đức khoan dung, và chỉ có ơn thứ tha vô cùng. Tin tưởng Chúa tha tội rồi, nay con về quỳ bên Chúa thôi. Tình yêu long lanh mắt Chúa, rọi chiếu trần gian hoen ua. Lòng thương trong trái tim người, ngọn lửa cháy thiêu tội đời. Ngọn đuốc sáng ngời tình khôi, nguồn sáng ngàn năm chiếu soi, nguồn sáng Chúa xót thương, là vầng dương ơn thứ tha khôn lường. Ôi lòng Chúa xót thương lớn lao hơn tội lỗi nhân loại, có lẽ nào Chúa quên tội đời. Nhưng bởi vì người không muốn nhớ, ôi lòng Chúa xót thương bên an vui suối mắt tinh khôi. Con tin tưởng Chúa tha tội rồi, nay con về quỳ bên Chúa thôi. Lòng con luôn luôn tin thác vào Chúa, giàu lòng thương xót. Đời con trong trái tim người, chẳng có phút giây xa rời. Lạy Chúa, Chúa hằng yêu con, lạy Chúa hằng thương xót con, lạy Chúa, Chúa khoan dung, nguyện người ban ơn thứ tha vô cùng. Ôi lòng Chúa xót thương lớn lao hơn tội lỗi nhân loại, có lẽ nào Chúa quên tội đời. Nhưng bởi vì người không muốn nhớ, ôi lòng Chúa xót thương bên an vui suối mắt tinh khôi. Con tin tưởng Chúa tha tội rồi, nay con về quỳ bên Chúa thôi. Nhìn lên trong đôi mắt Chúa, chẳng có điều còn sai lỗi. Nhìn sâu trong trái tim người, chẳng có bóng đêm tội đời. Chỉ có đức từ bi thôi, chỉ có lòng thương xót thôi, chỉ có đức khoan dung, và chỉ có ơn thứ tha vô cùng. Ôi lòng Chúa xót thương lớn lao hơn tội lỗi nhân loại, có lẽ nào Chúa quên tội đời. Nhưng bởi vì người không muốn nhớ, Chúa xót thương bên an vui suối mắt tinh khôi. Con tin tưởng Chúa tha tội rồi, nay con về quỳ bên Chúa thôi.